Tấm hình này, tấm hình này là Hậu vô hình như chắc là Hậu đoán chắc là tầm khoảng 2-3 tuổi gì đó, lúc Hậu mới bắt đầu mọc tóc. Tại vì lúc mẹ mới sinh ra, mẹ Hậu không biết, Hậu không nhớ, tại vì Hậu toàn hình ảnh thôi. Lúc đó Hậu là con đầu, mẹ được cũng nhà lúc thời gian đó cũng kiểu là khá giả một chút. Mẹ luôn đầu tư chụp những hình ảnh từ nút cho đến mặt tả rồi tất cả mọi thứ luôn, là khi mình xem lại hình tới bây giờ thì mình thấy lực đầu của mình lúc đó chắc có 2-3 cọng tóc. Thì mẹ nói là lúc mới sinh ra thì nằm trên màn xanh con mình thì thấy đầu bóng lưỡng, bóng không có cọng tóc, con người ta thì tóc ơi là tóc. Xong nhìn Hậu rất giống con trai, xong rồi đọc mẹ phải về bấm lỗ tai liền để cho người ta biết được là mình là con của mình là con gái. Sau rồi khoảng thời gian sau rồi cũng như này là mẹ nói là tóc bắt đầu mới mọc nhưng mà không được màu đen như người ta mà là cái màu nâu. Đúng không, thời gian này mà lúc đó là nhà của Hảo là gần những cái tiệm chụp hình á, cho nên mẹ hay lôi ra chụp hình những cái kiểu này nhiều lắm. Ừ đúng rồi, kiểu như rồi xong rồi lớn một chút rồi mẹ cho thuê đồ áo dài rồi áo bà ba mặc chụp hình, giống như là dạy mình chụp thời trang. Hồi xưa là cũng thấy có mặc đồ sọc hai tay vào túi xong rồi đứng kiểu ẹo giống như bây giờ, y hệt luôn. Rồi xem là mình đã không ạ. Đây là những kiểu hình như vậy, là có nghĩa là từng độ tuổi một luôn. Là mẹ hay cho đi chụp hình chân dung. Xong rồi hồi đó em nhớ là mẹ có in một tấm hình những tháng, những lúc mà nhỏ xong nó lớn dần, là một cái lịch luôn, lịch cho một cái năm đó luôn. Cái mỗi tháng là một hình, giống như là poster bây giờ của các nghệ sĩ gì đó. Sau rồi hay đi chụp, cái lâu lâu rồi cái mùa Tết hay là Trung Thu gì đó, có đồ đẹp, có đồ mới là chắc đi chụp chân dung như thế này. Xong kiểu là không biết tại sao lớn đây mình có thể chụp hình được những cái này. Cũng lâu lâu Hậu cũng tạo dáng như cái kiểu này rồi. Lớn tới giờ mình mới áp dụng cái kiểu này, mà không nghĩ là lúc nhỏ mình đã có thể tạo dáng được vậy rồi. Mẹ đi trước không? Rồi, một thiếu nữ giống kiểu thiếu nữ bên Hoa Huệ. Rồi này thì từ bao giờ đây? Thảo nhớ xem tấm hình này là Hảo với em gái của Hảo. Đây là cái năm đó là năm Noel nhưng mà không có mẹ. Mẹ đi nước ngoài rồi để ba cha con ở nhà, và năm đó là ba dắt hai chị em đi nhà thờ. Thì lúc này chắc Hảo, lúc mẹ đi là học lớp 3, tầm lớp 3. Nhưng mà lúc thời gian này là bắt đầu Hảo xấu rồi. Lúc này là tại vì đi học nhiều nè, đen nè, ốm nè, rồi răng, rồi môi dày hơn bình thường luôn á, dày hơn bây giờ nữa. Nên mà ngày đó môi dày hơi sợ đúng không? Thì kiểu như là đen, môi dày, không dùng son, kiểu hơi ghê đúng không chị? Môi dày không dùng son là ghê rồi. Ghê. Đây này xinh nè. Lúc này là lúc Hảo vừa vào Sài Gòn, vừa tốt nghiệp 12 xong và thi đậu vào trường sân khấu điện ảnh. Và những ngày đầu tiên đi học quân sự, mặt rất là bầu và trong thời gian lúc đó rất là mập. Tại vì vừa tháo niềng răng ra, vừa tốt nghiệp xong là mẹ lật được phải đi tháo niềng răng ra liền để cho Hảo có cơ hội được thi vào trường để đậu. Chứ mà sợ đem niềng răng rồi các thầy cô nói các thứ bị xấu á, nên lúc đó là ăn rất là nhiều, nên là mập rất là bủm mỉm. Thời điểm nặng ký nhất là bao nhiêu ký? 52. 52 là em nhiều là mập lắm. Tại bình thường của em là 45 thôi, 45 46, chênh lệch nhiêu đó thôi. Rồi 52 là mập rất là tròn. Cái đó là chưa có thời gian, cái đó là hơi mập thôi. Xong rồi em ở Sài Gòn em học quân sự các thứ thì kiểu con gái mới vào Sài Gòn ăn uống rất là nhiều rồi rất là mập, 52 kg, mặt rất là tròn to, nọng xuống dưới này luôn nè. Tới bây giờ em nhìn lại những tấm hình đó em sợ lắm. Không giấu đi rồi đúng không? Dạ đúng rồi, em giấu rồi. Tại vì em rất là mập. Lúc này là tấm hình này là cái ngày cuối cùng khi học 12, anh liên hoan với bạn bè với thầy cô để chụp hình. Đấy là cũng khoảng thời gian, nghĩa là 4 năm trời niềng răng, khi chụp hình chỉ toàn chu mỏ hoặc là mỉm thôi, không được nhai răng cười. Hay là vừa tháo niềng răng ra là chụp hình toàn cười không. Xong rồi khi mà chuyển đổi lạnh lùng hơn đó thì sẽ không cười nữa. Đây là khoai răng rồi đúng không? Dạ. Mẹ có phải là mẹ luôn là cái người mà đứng đằng sau để mà định hình là mình phải đẹp không? Mẹ luôn luôn muốn Hảo đẹp. Tại vì Hảo nhớ là khi cái khoảng thời gian mà Hảo sinh, lúc mà Hảo còn đi học á, ba mẹ không có cấm gì Hảo hết á. Hảo chỉ xin là mẹ ơi, trong thành phố đang có một cái câu lạc bộ người mẫu và họ có thể diễn được những cái show nhỏ nhỏ của tỉnh, rồi mặc áo dài của nhà thiết kế nhỏ nhỏ ở thành phố, cái gì mẹ cho con thi. Tại vì xưa mà Hảo đi học, Hảo mặc áo dài á, mẹ năn nỉ Hảo mua giày cao gót mang, Hảo không bao giờ mang. Hảo toàn mang những giày thấp, sandal dây thôi, rồi đi mặc áo dài thôi, quần áo dài người ta dài, quần Hảo cắt ngắn lên để mặc những cái đôi giày đó, mang đôi giày đó. Thì mẹ kiểu cũng hơi lạ. Mẹ nói làm được không, nếu thích thì mẹ cho. Xong rồi trưa nắng thì mẹ chở Hảo đi mua giày cao gót. Lần đầu tiên mua giày cao gót cao 15 phân, rất cao luôn mà đi không được. Xong rồi cứ mang về rồi nhà cứ đi, rồi tự tập để mình quen với cái đôi giày đó thôi. Xong rồi khi mà đăng ký vào tập, rồi mẹ với ba vẫn luôn chở, thức khuya dậy sớm chở vào tập. Rồi nhiều lúc đang năm 12 mà đang đi học, ba mẹ vẫn sắp xếp là cứ vừa chiều học xong rồi ba mẹ chở vô, rồi khuya ba mẹ chở về. Có nghĩa là những cái hoạt động nhỏ giống như diễn như cái nhỏ ba mẹ vẫn đi xem, vẫn bên cạnh Hảo. Thì ba mẹ luôn không có kiểu như là áp đặt Hảo phải như thế này thế kia. Ba mẹ thì lâu lâu ví dụ như thấy hình event của Hảo trên Facebook đi, gọi về ô hôm qua mặc đồ đó đẹp đó. Hay lâu lâu rồi gặp với kêu ồ mẹ thích con mặc kiểu gì nè, đẹp nè, rồi kiểu vậy thôi, chứ không bao giờ áp đặt là Hảo phải như thế này thế kia. Ở khi về Hảo lâu lâu Hảo về quê thì chỉ cần Hảo cảm thấy đẹp là được. Có khi nào mà anh mặc một kiểu sexy quá hay như nào mà mẹ gọi điện bảo là không được không? Không, tại vì Hảo biết là Hảo chưa bao giờ mặc sexy. Tại mẹ biết con gái mình như thế nào mà, đúng không? Thì mẹ chỉ biết giống như là chẳng hạn như cái đầm gần nhất của Hảo, hôm bữa Hảo đi event Chanel đi, có nghĩa là cái đầm đó là lần đầu tiên Hảo mặc xẻng ngực xuống dưới đây. Thì mẹ nói là đẹp. Chứ mẹ biết con gái mình như thế nào. Tại vì những bộ đồ bình thường từ xưa đến nay Hảo cũng không mặc quá sexy. Tới khi mà Hảo mặc áo dây là quá lắm rồi, chứ không có phải để lộ những thứ hay là mặc quần sát hay như thế này thì không. Mà đồ của Hảo thì hơi men nữa. Mẹ chỉ không lo Hảo sexy, mẹ chỉ lo Hảo men quá thôi. Mẹ kêu chứ còn bớt đàn ông đi mua đầm và mặc. Thế mà mẹ chỉ nói vậy thôi chứ không nghĩ là con gái mình sexy đâu. Ở nhà là đàn ông lắm hả? Ừ, ở nhà đàn ông, tại vì hai chị em, hai cá tính khác nhau. Hảo thì ít nói mà rất là men, rất là đàn ông, rất là cọc, rất là nóng tính. Còn em của Hảo thì hơi bánh bèo, hơi thế này xíu, nên kiểu hai chị em cũng trái ngược. Nên mẹ cũng thấy rõ điều đó, nên là mẹ cũng hay dặn là khi đi làm các thứ thì mọi người nói thì hãy nhớ thấy cẩn thận lời nói một chút. Làm coi cái gì đó sợ kiểu nhiều lúc Hảo hơi cọc á, nói thật mẹ biết cái tính đó, mẹ chỉ dặn là bớt đàn ông lại thôi chứ. Đến thời điểm hiện tại thì mối quan hệ của Hảo với Lan Khuê còn tốt không? Và sắp tới là Lan Khuê sắp có gia đình rồi đấy, thì không biết là có hai cô cháu và hai người có liên lạc hay là có dành có Hảo với chị Khuê hay liên lạc. Tại vì khi mà thi á thì Hảo với chị Khuê rất ít nói chuyện với nhau, kiểu hai chị em ngồi trong phòng nhưng mà rất ít. Chị Khuê thì có ekip và chị Khuê dẫn với ekip, còn Hảo cứ ngồi lập lì gì đó. Tại vì khi thi, trong thời gian thi á, thì Hảo cũng không muốn bộc lộ quá nhiều cảm xúc trong đó. Tại vì cái phần thi của mình nó ảnh hưởng nhiều với cái suy nghĩ của mình rồi, nên lúc mà thi thì Hảo cũng kiểu hơi ít nói với chị Khuê. Nhưng mà khi kết thúc xong thì có vẻ bây giờ Hảo đã lộ mặt với chị Khuê rồi. Kiểu bây giờ chị Khuê mời đi đám cưới, rồi chị Khuê gửi thiệp, rồi hỏi những cái nhiều câu hỏi khác. Thì Hảo cũng kiểu hay trớt với chị Khuê kiểu nói giờ này mày quá lắm rồi. kiểu chị em giỡn với nhau thôi. Cũng tại vì biết là bây giờ chị cũng có gia đình rồi, sắp có gia đình, nên chị cũng bận về gia đình của chị, nên lâu lâu Hảo chỉ chọc thôi chứ cũng không có nói gì nhiều. Và Hảo vừa gặp chị vừa gửi thiệp cho Hảo. Trước đó thì chị có tâm sự về chuyện gia đình của Hảo? Không, chị Khuê thì ít có nói lắm. Khi nào mà ví dụ như hai chị em gặp nhau, Hảo cảm thấy là Hảo đang gặp khó khăn. Giống như là trước cái đêm chung kết á, những vài hôm trước đêm chung kết thì kiểu như Hảo hơi stress chút và Hảo đang bị sốt. Cái đêm chung kết là Hảo nhớ là Hảo đang sốt. Và cái ngày đó kiểu như Hảo hơi buồn và kiểu không có cảm xúc thi, không có muốn luyện tập. thì chị luôn bên cạnh kiểu như là an ủi cũng như là ngồi tâm sự với chị trước đêm chung kết. Thì chỉ như vậy thôi chứ không phải là bình thường là chị hay ngồi kể lể hay như thế này. Chỉ là hai chị em gặp nhau cảm thấy khó khăn cái gì đó thì hai chị em làm rõ với nhau thôi. Chứ mà còn chuyện gia đình của chị thì Hằng cũng không muốn hỏi nhiều, tại vì mỗi người có một gia đình khác nhau mà. Thì trong lúc đó thì chị Khuê chị có quan tâm, tại vì chị cũng hỏi là về gia đình của Hảo đang khó khăn hay là như thế nào, thì Hảo cũng kể cho vợ tâm sự cho chị nghe thôi. Còn Hảo cũng không hỏi, tại vì khi mà chị Hảo thấy chị hạnh phúc là Hảo cũng vui rồi. Hảo hy vọng là sẽ có một cái hôn nhân hạnh phúc đúng không? Đúng rồi, Hảo mong chị là hạnh phúc thôi, chứ Hảo cũng không biết quá, không cần biết quá nhiều về chị làm gì á. Hảo có theo dõi cái The Face năm nay không? Có, Hảo có xem được là 30 mấy, đang là 30 mấy lớp thí sinh vừa đậu chuẩn bị vào nhà chung, Hảo có xem. Và Hảo đánh giá như thế nào về thí sinh năm nay và cũng như là giám khảo năm nay? Nếu như là mình mà vào cái vị trí mà năm nay chẳng hạn, được cái là giám khảo như vậy thì liệu mình sẽ chọn ai, là liệu mình sẽ làm? Hảo nghĩ là cả ba huấn luyện viên á, thì Hảo, tại vì khi mà Hảo xem của cả ba chị á là chỉ là xem qua hình ảnh thôi, hoặc là những cái clip cắt ghép thôi. Hảo chưa thực sự gặp ba chị ở ngoài và làm việc như thế nào. Nhưng mà khi mà Hảo gặp, ví dụ như khi mà Hảo gặp ở đó, Hảo nói chuyện cả ba chị luôn, thì Hảo biết được tính cách của ba chị đó như thế nào, có hợp với mình hay không thì Hảo sẽ chọn. Còn nếu mà để đánh giá không các thứ thì Hảo cũng không biết là chọn ai, tại vì mỗi người có một cái tính khác nhau. Và gọi là ai cũng có cái kiểu như là muốn dành thí sinh của mình như vậy, nên là Hảo nghĩ là khi mà xem những cái đó trên clip thì Hảo cũng không có thể nào mà đoán trước được. Còn cái dành thí sinh thì Hảo nghĩ tên năm nay vừa có nam nữa cho nên sẽ rất là hay, kiểu như sẽ lạ hơn cái năm của Hảo. Không biết là có hay hay không thì Hảo không biết, tại vì hai bên công ty khác nhau mà Hảo cũng không biết là ấy như thế nào. Nhưng mà có nam thì có sẽ hấp dẫn hơn một chút. Nhưng mà Hảo có xem qua những cái gương mặt đó không, và Hảo nghĩ là hôm nay cái gương mặt đã có nổi trội so với năm trước như thế nào? Tại vì Hảo thấy là năm nay có vẻ đa số là các bạn nam á sẽ trội hơn các bạn nữ. Tại vì cũng đây là lần mùa đầu tiên The Face làm nam, mà năm nay Hảo thấy cảm giác là các bạn nam cũng rất là khá là kiểu bộc lộ cá tính rồi, nhìn rất là hút. Còn nữ thì những gương mặt nổi trội thì lúc khi mà thi online ban đầu á, thì Hảo thấy là báo cũng đã đẩy cho các bạn nổi trội lúc trước đó rồi, giống như là Linh Khiếu, Thu Anh chẳng hạn, là những cái bạn đó gương mặt rất là lạ. Và bây giờ The Face lại đổi tên rồi, gương mặt người mẫu Việt Nam chứ không phải là gương mặt thương hiệu, cho nên là Hảo thấy là những tiêu chuẩn đó nó cũng đúng. Tại vì nhìn sơ các bạn thí sinh á là đều là những gương mặt người mẫu, không có được huyền diệu như năm của Hảo. Cho nên là nếu để một cái tiêu chuẩn đó thì Hảo nghĩ là rất là ok. Ai cũng sẽ là đẩy cái cá tính của mình lên trước. Dạ đúng rồi, cứ còn là gương mặt thương hiệu thì nó bị hạn chế là chỉ gương hiệu rồi. Thường là những người mà đứng thương hiệu thì họ cũng sẽ không có bộc lộ cảm xúc, không có bộc lộ cá tính quá nhiều hay là quá mạnh, thì họ chỉ bình thường phải xinh đẹp thôi. Còn nếu mà gương mặt người mẫu thương hiệu thì họ sẽ không có một cái giới hạn gì nhất định về cá tính hay cái gì hết, miễn là cá tính của mình mạnh, nổi trội và vóc dáng tốt, gương mặt người mẫu thì là ok. Thật sự sẽ có một cái mùa All Star chẳng hạn. Có mong chờ một cái mùa như vậy không? Hảo cũng mong có một cái mùa như vậy, nhưng mà tại vì cũng hơi khó, tại vì 2 năm vừa rồi là cũng một công ty khác, bắt đầu năm nay là một công ty khác, đó là 2 tiêu chí khác nhau rồi, nên là Hảo cũng không biết là cái All Star đó có thể xảy ra hay không. Nhưng mà có thì cũng dễ mong thì mà chiến đấu đúng không? Ừ đúng rồi, nhưng mà Hảo nghĩ là những cái mùa All Star thì chắc sẽ không mời lại quán quân đâu, đúng không? Chỉ là mời những cái bạn trong top hoặc là gì đó chứ không bao giờ mời bản quân. Chắc là nếu mà drama một chút thì sẽ mời những người mà cực kỳ cá tính hay là đúng rồi, để cãi nhau thôi. Cảm ơn quý khán giả. Dạ. Và Tú Hảo cảm ơn khán giả của Chuyện Trưa 12 giờ đã xem cũng như là đã nghe những câu hỏi của Hảo vừa trả lời, và mong là những gì đã sắp tới mọi người hãy luôn bên cạnh và theo dõi Hảo. Bye bye.